Giá vàng trong nước tăng, ngược chiều, với giá vàng thế giới, chốt phiên giao dịch ngày 26 tháng 5, công ty Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 68,30 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 69,30 triệu đồng một lượng, cùng tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua, bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức 1 triệu đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 69,10 triệu đồng một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch, giá vàng tại Doji tăng 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua, bán vàng tại Doji nới rộng lên 900.000 đồng một lượng. Các nhà kinh tế đưa ra những lý giải về nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tốt, đó là các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh tăng mạnh, chi tiêu tiêu dùng ổn định, các đơn vị tạo thêm hơn 400.000 việc làm trong 12 tháng liên tục, tỷ lệ thất nghiệp qua báo cáo các tuần luôn ở mức thấp. Điều này cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới suy giảm ở quý một năm nay chỉ là do chênh lệch kim ngạch xuất nhập khẩu, bởi gián đoạn chuỗi cung ứng do thời gian đầu căng thẳng Nga, Ukraine và dịch bệnh chưa kết thúc. Kinh tế đang phục hồi và tăng trưởng là yếu tố gây áp lực mạnh lên giá vàng. Giới đầu tư cho rằng suốt trong phiên giao dịch đêm qua tại thị trường thế giới, giá vàng không có biến động. Trong khi đó, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh ở cả 3 chỉ số chính, với mức tăng từ trên 1,6% đến gần 3%. Chuyên gia cho rằng, giá vàng có thể còn đi xuống trong ngắn hạn, cho đến khi các khu vực kinh tế đưa ra các dữ liệu lao động và báo cáo tăng trưởng tháng 4 và 5 của Mỹ cũng như các khu vực nền kinh tế lớn khác. Nếu các số liệu tiếp tục cho khả quan như dự báo thì có thể vàng thế giới sẽ rơi về ngưỡng 1.800 đô la Mỹ một ounce. Đến thời điểm hiện nay, 55 trên 61 tỉnh thành phố đã ban hành kế hoạch công bố thủ tục hành chính để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến nay thì hai tỉnh đầu tiên đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 2.431 người với số tiền là 1,17 tỷ đồng là Vĩnh Phúc và Cà Mau. Theo quy định thì hai nhóm đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp sẽ nhận được 500.000 đồng một người một tháng và người lao động quay trở lại thị trường lao động nhận được 1 triệu đồng một người một tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng, phương thức chi trả bằng tháng. Đây là chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhân lực để kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực tạo động lực để phục hồi phát triển kinh tế xã hội, thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Thưa quý vị, dù mới chỉ là đề nghị của Cục Cảnh sát Giao thông, nhưng mà đề xuất miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới đã nhận được sự đồng thuận cao của cả doanh nghiệp và người dân. Lý do mà Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra là các phương tiện nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường. Do vậy mà việc đăng kiểm đối với xe mới là không thực sự cần thiết. Nhiều lái xe cũng cho rằng quy định hiện nay bắt buộc phải mang xe mới đi kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới cho phép ra đường. Điều này gây mất thời gian, công sức và lãng phí lớn của doanh nghiệp và người dân. Nếu đề xuất này được thông qua, nó cũng giúp cho các doanh nghiệp vận tải tiết kiệm được hàng trăm tỷ mỗi năm. Đã sẵn sàng vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh xăng dầu. Đây là thông tin được Bộ Công Thương cho biết mới đây. Trước đó, thì hệ thống dữ liệu này đã được Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông tiến hành nghiên cứu và xây dựng. Trong giai đoạn đầu, thực hiện áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý và điều hành với các thương nhân đầu mối kinh doanh và các thương nhân phân phối với yêu cầu ở mức cơ bản, phù hợp phục vụ nhu cầu quản lý và điều hành xăng dầu của Bộ Công Thương. Giai đoạn tiếp theo, sau 3 tháng, hệ thống sẽ được hoàn thiện để thực hiện quản lý trên toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu với các yêu cầu chi tiết và tiêu chí cao hơn giai đoạn đầu. Thưa quý vị, dòng vốn ngân hàng đang đổ mạnh vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Minh chứng là chỉ trong quý 1 thì tăng trưởng tín dụng riêng đối với các khách hàng là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất đã tăng tới hơn 23%, gấp hơn 3 lần so với tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sự phục hồi tích cực này cũng cho thấy kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại với nhịp độ bình thường. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Tích cực xuất khẩu trong nhiều năm, đến nay doanh nghiệp này đã có tệp khách hàng ổn định để tăng gấp đôi công suất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Doanh nghiệp đã quyết định đầu tư xây dựng nhà xưởng mới hiện đại tại khu công nghệ cao. Dự án đã nhận được 100 tỷ hỗ trợ lãi vay ưu đãi từ ngân hàng, giúp doanh nghiệp yên tâm đẩy nhanh quá trình xây dựng. Về mặt lãi suất đối với lại
cái gói vay của công ty Quý Duy Khanh là nó tương đối ổn định, nó không tạo ra cái khó khăn về cái biến động lãi suất đối với công ty. Theo số liệu cập nhật mới từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tăng trưởng tín dụng dành riêng cho nhóm khách hàng nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất đã lên đến 23,4% tính đến cuối quý 1 với tổng dư nợ trên 400.000 tỷ đồng. Đặc biệt, nhu cầu vốn của doanh nghiệp này cao hơn gấp 3 lần so với bình quân chung, cho thấy cần khắc vốn cho sản xuất của doanh nghiệp. Các khách hàng thông qua công tác dịch thì cũng khó khăn về tài chính. Tuy nhiên thì đối với các đối tượng khách hàng trong khu công nghiệp cũng như khu chế xuất của Thành phố Hồ Chí Minh thì cái chất lượng về quản trị cũng như chất lượng về chính tương đối tốt. Cho nên là ngay sau khi hết dịch thì cái phục hồi sản xuất và cái tiềm lực tài chính thì về cơ bản cũng không ảnh hưởng lớn đến cái sự rủi ro cũng như là khả năng về sản xuất. Hoạt động ngân hàng thì có hai góc độ, một là hiệu quả tín dụng, tức là cho vay tín dụng đối với khu vực này cũng là luôn đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Cái thứ hai nữa là phát triển dịch vụ ngân hàng. Với cái hoạt động của doanh nghiệp thì họ có thể phát triển các dịch vụ thanh toán, nhất là dịch vụ thẻ, dịch vụ chi trả lương cho công nhân viên. Kim ngạch xuất khẩu của cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục tăng trưởng mạnh, cho thấy dòng vốn từ các ngân hàng đã đi đúng hướng, giúp doanh nghiệp đầu tư mở rộng quy mô, tăng vốn lưu động để vay vòng sản xuất. Tuy nhiên thực tế, số lượng doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi vẫn còn hạn chế. Để đáp ứng được đơn hàng lớn, chúng tôi cần được sự hỗ trợ của các cái tổ chức, của các cái hiệp hội để cho chúng tôi có thể là cung cấp cho chúng tôi vay những nguồn vốn có cái lãi suất thấp để có thể mua để tích trữ nguyên liệu. Trong cái giai đoạn mà giá nguyên liệu thay đổi liên tục, biến động rất là lớn, thì cái việc mua nguyên liệu tồn kho để sản xuất cho các đơn hàng lớn rất là quan trọng. Trong gói hỗ trợ lãi suất ưu đãi lên đến 40.000 tỷ đồng theo nghị quyết 11 của Thủ tướng Chính phủ, nếu đi thẳng tới doanh nghiệp thì sẽ thúc đẩy rất lớn hoạt động khôi phục sản xuất. Vì vậy các doanh nghiệp kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Thưa quý vị, liên quan tới việc công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn muốn nhận chìm gần 7 triệu mét khối chất nạo vét, có nghĩa là bùn, xuống biển Nghi Sơn. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay tại vùng biển Nghi Sơn đã chấp thuận khu vực để nhận chìm bùn cho 3 dự án nạo vét cảng biển và luồng hàng hải Nghi Sơn với tổng số là gần 7 triệu mét khối. Do đó, việc công ty trách nhiệm hữu hạn lọc dầu Nghi Sơn tiếp tục đề xuất nhận chìm gần 7 triệu mét khối chất nạo vét sẽ vượt quá sức chịu tải của môi trường vùng biển, ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt gần bờ của ngư dân thị xã Nghi Sơn. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa không chấp nhận phương án trên và đề nghị lọc hóa dầu Nghi Sơn nghiên cứu phương án đổ thải trên bờ tận dụng làm vật liệu san lấp. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ tổ chức tiêm vaccine mũi 4 từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022. Ngay sau khi kết thúc đợt tiêm, sẽ triển khai ký xác nhận hộ chiếu vaccine cho những người được tiêm. Trước mắt, nhóm đối tượng công nhân tại các doanh nghiệp ngành than, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu sẽ được tiêm trước, sau đó đến người dân trên địa bàn. Theo ngành y tế tỉnh Quảng Ninh, có khoảng gần 370.000 người cho đợt tiêm thứ tư này. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kết luận về các nội dung tố cáo với ông Lê Minh Tấn, nguyên giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, về việc ông Tấn tự ký quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho bản thân nhiều năm liền từ năm 2017 đến nay, dù bị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử lý kỷ luật năm 2016, phê bình liên tục từ năm 2017 là không có cơ sở. Tuy nhiên, việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho ông Lê Minh Tấn vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019-2020 là chưa phù hợp với quy định. Với nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn có biểu hiện khai khống, khai gian để được cử đi học và được quy hoạch bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo trong hệ thống Đảng, Nhà nước là không có cơ sở. Tuy nhiên, việc ông chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc, bằng tốt nghiệp đại học, chưa được bổ nhiệm ngạch công chức theo quy định mà ông được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hưởng lương chuyên viên chính, bổ nhiệm giữ chức vụ, lãnh đạo quản lý là chưa đúng quy định.